và trong các cái chuyên ngành mà Hội Văn học Nghệ thuật có được đó, thì có cái chuyên ngành âm nhạc, nó xuất phát từ cái chuyên ngành âm nhạc này để tập trung quy tụ lại những anh em đó, mà vừa rồi đây lúc nãy tôi có nghe anh học nói quy tụ lại những người anh em đó, tức là có gì có tâm có huyết. Và tại sao mình không dành cho họ một cái chữ là có tài nhỉ? Nhiều khi cứ khiêm tốn quá cũng đúng đâu, họ có tài đấy, họ có tài đấy, ở con tâm mình đấy. Tôi giờ này tôi khẳng định là anh em mình có nhiều cái tài, tức là cái tài năng này đó, nó thể hiện qua cái tác phẩm và cái chất lượng của cái tác phẩm ấy để lưu lại về mặt thời gian, chứ không phải chỉ là số lượng. Số lượng là một phần đó. Rồi là nó có thể là nó nhiều đó. Sáng tác có thể nhiều cái hướng khác nhau đó. Về công cuộc cách mạng, về Hồ Chí Minh, về đất nước đổi mới đó. Hoặc là những cái vấn đề mới mà giờ nảy sinh trong cuộc sống đó. Thế thì cái đội ngũ sáng tác của mình đó, phải nói hồi đó tôi nhớ lại anh em đó. Bây giờ thì cũng hơi buồn học ha, tức là cũng có người mất người còn, người ra đi. Thế nhưng mà bây giờ tôi nói lại, tức là anh em ấy vẫn sống. Có thể không sống bằng hình ảnh, nhưng mà họ đang sống bằng tác phẩm của họ. Bằng tác phẩm của họ. Tôi nói phải những cái con chim đầu đàn mà ở cái thời kỳ đó là phải nhắc đến Ngọc Minh, nhắc đến A Đủ, Phạm Cao Đạt, Đặng Cường, Đinh Tăng Cường, rồi Kim Hưng, rồi Lê Minh Thế, Nguyễn Trung Hiếu, rồi ông Lê Máy, Nguyễn Bang, vân vân vân, tôi nghĩ là rất nhiều. Bây giờ tôi về hưu rồi, có trí nhớ tôi giảm nha. Thế nhưng mà tôi còn nhớ được bấy nhiêu đó, có nghĩa là còn bề bộn, nếu như giờ chỉ để là tôi còn nhớ rất nhiều nữa. Tôi hát các ca khúc của anh em. Thì những cái người như thế này á, là những cái con người, những cánh chim đầu đàn ở cái thời kỳ của con tâm mình mới phát ra. Và họ có những cái tác phẩm, tôi nói là tác phẩm để đời đấy. Để đời đấy. Bây giờ mà động đến con tâm có những vấn đề nó có liên quan đến Tây Nguyên đó, thì vẫn có thể sử dụng được. Tôi nói ví dụ như là nói đến A Đủ thì nói đến Đa Vô Nhân, và sau này anh có hát Mùa Xuân Công Tức, hay là Âm Vang Cồng Chiêng. Còn nói đến Ngọc Minh thì ông này ông mất rồi, nhưng mà ông để lại cũng giàu lắm đó. Ví dụ như cái bài Chiều Qua Ngục Đắc Lây, viết về một cái đề tài rất khó, một cái đề tài mà có thể nói đề tài về lịch sử. Còn về sau này thì anh có cái bài Một Chút Công Tung, thì bây giờ vẫn là người ta vẫn hay hát đó. Thơ của Tạ Văn Sĩ. Nói đến Phạm Cao Đạt thì phải nói đến Đêm Trăng Tây Nguyên. Đêm Trăng Tây Nguyên là một cái tác phẩm có thể nói là anh Đạt viết cái bài này có thể nói đạt ở cái đỉnh cao trong nhiều lần hội diễn. Và cái này là nó hay, tức là sau này chính anh Ngọc Minh là hát cái bài này. Anh Ngọc Minh ngoài sáng tác hát cũng hay lắm. Anh hát cái bài này ở trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc của Đồng Huy Chủng Vàng, không phải đùa đâu. Thế còn lại một số các tổng khác như là anh Lê Minh Thế. Lê Minh Thế thì có cái Chiều Qua Cầu Côn Lôn. Cái bài đấy là một cái bài mà tôi cho rằng là anh viết với tâm hồn rất là bay bổng, rất là yêu thương, rất là quê hương mặn mà. Mà nói sang Nguyễn Trung Hiếu thì có dòng sông yêu thương. Tức là các tác giả của mình
khai thác về đề tài chiến tranh cách mạng, về đề tài chiến tranh cách mạng, về công cuộc đổi mới đất nước, về vấn đề đối với Đảng, với Bác Hồ. Đây là một câu hỏi hay và cũng tế nhị. Tuy nhiên tôi nghĩ chắc là cái đấy của mình, cho nên dù có khiêm tốn thì tôi vẫn nói được. Tôi có biết cho đến giờ thì có thể là cũng 70-80 tác phẩm viết về các đề tài. Đề tài về chiến tranh cách mạng. Trước tôi là lính, cho nên viết về đề tài chiến tranh cách mạng. Viết về Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu, viết về Đảng Quang Vinh, và nhất là viết về Kon Tum. Tôi là người đã sinh ra ở Kon Tum. Tôi tự hào mình là công dân của Kon Tum. Dù đi năm tháng nhiều, nhưng cuối cùng mình vẫn trở về với Kon Tum. Và trong cái hoạt động văn hóa, văn nghệ đó, thì mình lấy âm nhạc, lấy thơ làm chủ đích để mình trải lòng của mình ra. Với Kon Tum trên những vấn đề xúc cảm mới, nhất là vấn đề đổi mới hiện nay. Rất nhiều cái đổi mới Kon Tum mình so với cũ. Thế thì có thể nói rằng là trong nhiều tác phẩm đó thì nó có nhiều kỷ niệm. Nhưng mà nếu mà gom gom lại, nó có mấy cái hay hay thế này. Tôi là lính chiến đấu ở bên Lào. Tôi nghe giai điệu Lào rất nhiều, và cuối cùng thì tôi viết một ca khúc Lào, Spy đi Bắc Xế. Hay là tôi viết về, gửi về Atabu Mến Yêu. Và bạn có biết không, đến khi mà tôi sang bên Lào đó, thì tôi nghe không phải là đoàn nghệ thuật của mình biểu diễn. Đoàn nghệ thuật của mình biểu diễn rồi, tôi lên cùng hát. Thế nhưng mà các bạn Lào á, lại đưa vô, coi như như vậy là quán bar, quán cà phê để đánh cái bài đó. Và chính ông trưởng kỳ văn hóa Thánh Thoan mà tôi tham đưa tôi đến cái quán đó để nghe anh em nhạc công nó đánh cái bài của tôi. Ồ, thế là cái bài của mình á là được ra quốc tế đấy. Dù Lào cũng là quốc tế nó gần, nhưng mà như vậy tức là mình cảm giác, tức là cái giai điệu Lào nó đã thấm, và mình cũng viết được, thấm đẫm được cái mà Lào họ chấp nhận. Hay là cách đây mấy năm thì tôi cũng được cái vinh dự. Vinh dự tức là trong một loạt các tác phẩm của mình, thì trong đó có cái tác phẩm Hơ Mon Ơi, được chọn để đưa lên giới thiệu là tác phẩm mới. Trong cuộc đời có được một cái chương trình giới thiệu tác phẩm mới là cũng khó đấy. Nhưng mà tôi may mắn thôi. Có khi cũng may mắn người ta chú cố sẵn. Và cái bài này sau khi dựng xong đó, toàn bộ ở tại xã Hơ Mon cũng như là ở Kon Tum đó, thì đã phát trên VTV1. Và qua TVV1 thì nó phát trên VTV4. Như thế có nghĩa là một cái tác phẩm âm nhạc của mình được ghi nhận, được phát trên truyền hình trong và ngoài nước. Thì cái điều đó là một cái điều rất là, tôi thấy rằng là cái đời của người, tôi chưa phải là cái người nhạc sĩ hay là nghệ sĩ người ta gọi là chuyên nghiệp gì, nhưng mà được như thế thì rất quý. Và tôi nghĩ như vậy là tốt rồi, là vinh dự rồi. Còn một điều đặc biệt hơn, cái này tôi nói đặc biệt là vì thế này. Có một tác phẩm tôi viết và bây giờ lại để trong bảo tàng, có thể có người đã biết và có nhiều người cũng chưa biết. Một tác phẩm mà lại để trong bảo tàng, nó như một cái hiện vật, minh chứng cho cái giai đoạn, cái thời điểm của lịch sử của cái thời điểm đó. Đó chính là cái ca khúc Mênh Mang Lung Lan, gắn liền với di chỉ khảo cổ học Lung Lan.